Vâng, xin được chia sẻ với quý vị, việc nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân là một trong những cái mục tiêu then chốt của chiến lược tài chính toàn diện Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn là 2030, và được phê duyệt tại quyết định số 149 QĐ-TTg vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 rồi. Và theo đó thì sinh viên Việt Nam hiện nay đang được coi là đối tượng cần được ưu tiên giáo dục để nâng cao hiểu biết về tài chính cá nhân nhất. Bởi lẽ đây là nhóm đối tượng dễ mắc những cái sai lầm của tuổi trẻ, bởi vì các bạn là nhiều khát vọng làm giàu nhưng mà kỹ năng thì lại còn hạn chế. Tuy nhiên chúng ta phải đồng tình rằng là sinh viên là một thế hệ họ như những cái tờ giấy trắng, họ có những khát vọng học hỏi và cái cơ hội sửa sai còn nhiều. Vậy nên cái việc nâng cao nhận thức tài chính cho sinh viên thì đang được coi là một trong những cái nòng cốt để chúng ta phát triển những cái thế hệ tài chính tiếp theo. Và sau đây chúng tôi cũng có một phóng sự chia sẻ liên quan đến câu chuyện nâng cao nhận thức tài chính cho sinh viên. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Lớp học tài chính công ty chứng khoán. Giảng viên là chuyên gia về đầu tư tài chính. Khóa học đặc biệt Project Based Learning. Từ lý thuyết đến thực chiến, xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán, kết hợp giữa công ty chứng khoán VPS và khoa tài chính ngân hàng của Đại học Ngoại thương đang đem đến cho các sinh viên những trải nghiệm sát với thị trường tài chính thực tế. Bọn em có thể học được cách là áp dụng những kiến thức mà bọn em học được trên ghế nhà trường đối với cả thị trường thực chiến bây giờ nó đang hiện tại, nó đang vận hành như thế nào. Khi mà mình tìm kiếm những thông tin ở trên mạng thì nó sẽ có rất nhiều nguồn thông tin, thậm chí có những cái nguồn thông tin nó không chính thống. Do đó có thể là những cái thông tin này nó sẽ không thực sự hữu ích trong quá trình em đầu tư, và cũng vì lý do đó mà có thể sẽ không mang lại hiệu suất đầu tư như em mong muốn. Ở đây thì em thấy em được học những cái kiến thức này rất là bổ ích cho cái ngành làm việc của em sau này ạ. Với sứ mệnh là mang lại cái dịch vụ nổi trội, vượt trội và khác biệt dành cho cộng đồng, thì VPS cũng đang mong muốn rằng là sẽ cung cấp những cái chương trình đào tạo thực tế dành cho các tầng lớp kế cận, dành cho các tầng lớp các em sinh viên, để các em có thể có những trải nghiệm tốt nhất, tìm hiểu được các kiến thức tài chính, các công cụ về cổ phiếu, trái phiếu, các công cụ chứng khoán phái sinh, những xây dựng danh mục đầu tư, phân tích tài chính chứng khoán, để có thể có các em có những trải nghiệm tốt nhất để có thể là làm những cái đội ngũ kế cận trong tương lai. Hiện nay trên ghế nhà trường, các bài giảng cũng đang được cập nhật liên tục theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp xây nền móng vững chắc về kiến thức tài chính cho sinh viên. Nói về mục tiêu của giáo dục đại học thì mỗi cơ sở có thể có cách thể hiện cũng như là mức độ chi tiết khác nhau. Nhưng mà tôi thấy rằng có hai cái điểm trọng yếu ở trong mục tiêu của các trường đại học. Thứ nhất là cung cấp cái nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, và thứ hai là trang bị cho người học những cái kỹ năng để học tập suốt đời. Thì cái việc hợp tác với các tổ chức, các doanh nghiệp để mà đưa thực tiễn vào trong trường đại học hay là gắn kết giữa lý thuyết thực tiễn thì nó giữ một vai trò rất là trọng yếu. Đối với mỗi cá nhân, hiểu biết tài chính là tiền đề cần thiết để hoạch định tài chính cho bản thân và gia đình. Hiểu biết tài chính vững chắc sẽ giúp các cá nhân đánh giá được những biến động có thể xảy ra trong tương lai. Từ đó, có thể lập các kế hoạch tài chính nhằm phòng ngừa, ứng phó với rủi ro, tự bảo vệ bản thân trước những biến động của môi trường xung quanh. Dạ vâng, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự liên quan đến một chương trình gọi là Project Based Learning, tức là sự kết hợp giữa công ty chứng khoán VPS với các trường đại học, chứ không riêng trường ngoại thương đúng không ạ, về việc là nâng cao cái kiến thức tài chính cho sinh viên. Thực ra là tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện này là câu chuyện đang làm từ cái phần gốc. Vì thực ra là tôi cũng chỉ ví dụ rằng gần đây hôm qua chúng tôi đã cảnh báo rất nhiều về câu chuyện là lừa đảo chứng khoán, có những đối tượng mạo danh là công ty chứng khoán nổi tiếng rồi kêu gọi mọi người tham gia cộng đồng đầu tư này nọ, nộp tiền, rồi cũng tạo ra những cái nền tảng đầu tư ảo rồi cho lãi, rồi bắt nộp thêm, dù nộp thêm rồi cuối cùng là đóng cửa và mọi người mất tiền rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là dù chúng tôi cảnh báo rất nhiều nhưng mà với những cái lớp đối tượng khán giả họ đã nhiều tuổi rồi, thì khi mình cảnh báo thì chúng ta chỉ là cảnh báo phần ngọn thôi. Có thể họ biết là họ đã bị lừa ở cái hình thức này nhưng mà lại có những cái hình thức lừa đảo khác xuất hiện, những cái sai lầm khác lại xuất hiện. Vậy thì anh Khánh có thể chia sẻ thêm về cái tầm nhìn về việc là chúng ta nâng cao cái giá trị nhận thức cho cộng đồng, cái kế hoạch trong thời gian tới thì sẽ như thế nào từ phía bên công ty của anh? Theo cái thông điệp xuyên suốt, VPS cũng đang làm trong công ty tiên phong trong việc là nâng cao cái hệ thống công nghệ, hệ thống bảo mật cũng như là cái việc bảo vệ các tài khoản cá nhân của khách hàng
và rõ ràng là bảo mật những cái số liệu thông tin cá nhân của khách hàng. Thì rõ ràng trong giai đoạn vừa qua chúng ta thấy rất nhiều cái sự kiện, rất nhiều số trên thị trường chúng ta thấy là có rất nhiều người chúng ta thấy là truy cập vào những thông tin gọi là trang web không rõ nguồn gốc, cũng như là kích vào các đường link mà chúng ta thấy là chúng ta thấy không tin tưởng gì cả, chúng ta sau đó là bị lộ các thông tin cá nhân. Thì đây là những cái mà với cái thời đại 4.0 chúng ta thấy là sự lừa đảo công nghệ cao, và rõ ràng lừa đảo trên các tài khoản ngân hàng chứng khoán, rõ ràng là chúng ta cần phải lưu ý với các nhà đầu tư cá nhân rằng là chúng ta cần phải bảo vệ, hướng tới sự bảo mật các tài khoản thông tin cá nhân để chúng ta tránh bị lừa đảo trên mạng. Thì đây là một trong nhiệm vụ tiên phong cũng như là nhiệm vụ của VBS cũng đang làm thông điệp gửi tới các khách hàng để họ có thể tin tưởng hơn. Dạ vâng, là người cũng trực tiếp đào tạo các thế hệ trẻ hiện nay thì anh Khánh thấy một cái điểm khác biệt gì giữa cái thế hệ trẻ hiện nay so với thế hệ trẻ thời của anh Khánh hay thời của Hoàng Nam? Các bạn ấy có những cái điểm mạnh gì hơn, và các bạn ấy đã có những cái điểm gì nó cần cải thiện hơn? Rõ ràng là các sinh viên trẻ hiện nay, ví dụ như là làm việc với cả những khóa đào tạo của Đại học Ngoại thương vừa rồi, chúng ta thấy sinh viên rất là năng động, thực sự họ rất là chủ động, hoặc là họ cũng đã đầu tư rồi, và thậm chí là cũng có kiến thức khá tốt về thị trường chứng khoán và hoạt động đầu tư. Rõ ràng so với chúng ta hồi xưa, chúng ta thấy là hầu như chúng ta cũng không biết thị trường chứng khoán là mấy, rồi chúng ta cũng thực sự chúng ta cũng chưa đầu tư, và chúng ta cũng đang nghĩ rằng là với cái, và chúng ta cũng có kiến thức rất là hạn chế hoặc thị trường chưa biết gì về thị trường. Thì rõ ràng bây giờ các bạn cũng đã được trang bị ở trên ghế ra trường rất nhiều kiến thức về thị trường chứng khoán, các kênh đầu tư, cổ phiếu, trái phiếu, vụ phái sinh. Tuy nhiên rõ ràng là với vật khí kiện là nhà trường, chúng ta thấy là vẫn đang được cung cấp những cái kiến thức về lý thuyết. Đấy, rõ ràng họ đang thiếu một cái yếu tố về thực tiễn, thực tế nhiều hơn, và các em sinh viên cũng đang cần những cái tầng lớp kế cận, những cái tầng lớp sinh viên ưu tú, tức là kế cận trong tương lai, thì họ cần phải có những cái nhu cầu mà được trang bị các kiến thức cần thiết, các công cụ về tài chính, cổ phiếu, trái phiếu là gì, đầu tư như thế nào, cách thức giao dịch ra sao. Thì rõ ràng cái hiểu rõ nó và ứng dụng như thế nào trong tương lai cũng là một trong nhiệm vụ trọng tâm. Rõ ràng là VBS cũng là một trong những cái mắt xích cũng như là một đơn vị tiên phong trong việc là hướng tới cộng đồng để có thể tổ chức những chương trình cộng tác, hợp tác với các trường đại học, không chỉ là Đại học Ngoại thương mà với rất nhiều các học viện, các trường đại học khác. Vâng, một câu hỏi cuối chương trình hôm nay tôi cũng rất muốn hỏi anh Khánh. Thế anh Khánh thì cũng là một người giảng viên về ngành tài chính này, là tiến sĩ rồi này, là một người cũng đã thực chiến trên thị trường trong khoảng 20 năm kinh nghiệm rồi. Thì tôi muốn hỏi thêm là thế đến cái thời điểm này thì anh thấy là anh đã học đủ chưa, anh vẫn đang tiếp tục học và trau dồi trên thị trường? Tôi nghĩ rằng là sẽ vẫn tiếp tục học, tại vì rõ ràng là một trong những, kể cả các chuyên gia hay cũng như là các nhà giáo, các nhà khoa học cũng thế thôi, vẫn phải tiếp tục đọc các paper hoặc là nghiên cứu, đọc các báo cáo tài chính, đọc những cái thông tin số liệu của doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp đã và đang hoặc chuẩn bị niêm yết, để tìm kiếm ra các cơ hội đầu tư, tìm hiểu những cái thông tin kiến thức về các cổ phiếu ngành lĩnh vực trong công nghệ thép. Chúng ta không thể biết tất, rõ ràng là chúng ta cũng không để biết hết được, và chúng ta có những cái mảng ngành nghề hoặc là các kỹ thuật đầu tư hoặc là các hoạt động đầu tư chúng ta cần phải hiểu rõ hơn. Tại vì nếu muốn hiểu rõ từng nhóm ngành, từng doanh nghiệp một, thì chúng ta cũng phải hiểu bản chất doanh nghiệp đó đang làm cái gì và hoạt động kinh doanh cốt lõi nó là cái gì. Thì trước đây thì chúng ta có thể, tôi lấy ví dụ, tôi có thể là biết chỉ nhóm ngành dầu khí thôi, tôi rất hiểu những cái bể trầm tích, bể mỏ ở đâu, độ sâu giàn khoan như thế nào, các chi tiết, và cái nhóm ngành thép thôi chẳng hạn. Thì bây giờ tuy nhiên nhóm ngành công nghệ chẳng hạn, đặc thù của CMG là gì, đặc thù của FPT là gì, họ là gia công phần mềm, AL, điện toán đám mây hay là số hóa các doanh nghiệp, thì những cái mảng đấy đặc thù thì các kỹ thuật, các công nghệ đấy nó sẽ mang lại nhiều triển vọng cho doanh nghiệp niêm yết như CMG, FPT như thế nào. Thì rõ ràng đấy là một cái mà chúng ta cũng phải tìm hiểu và đọc thêm. Thế do vậy thì theo tôi đánh giá thì với vai trò là những nhà đầu tư mà kỳ cựu trên thị trường cũng như nhà đầu tư tư vấn với các nhà đầu tư, rõ ràng là không chỉ là hướng tới đào tạo các nhà đầu tư trên thị trường, đào tạo cộng đồng nhà đầu tư thị trường, thì chính chúng tôi cũng là phải làm những cái tầng lớp mẫu mực tiên phong trong việc là học tập, để gọi là có thể là học nhiều hơn, biết nhiều hơn, và sau đó sẽ truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm và tư duy chọn lọc cổ phiếu, phân tích đầu tư và hướng tới số các nhà đầu tư trên thị trường. Dạ vâng. Đây thì có lẽ cũng là cái phần mà tôi muốn dành cho cái lời kết cho chương trình hôm nay. Đó là một cái câu tôi rất thích trong cái phóng sự chia sẻ về nâng cao kiến thức tài chính, đó là thầy Dũng của Trường Ngoại thương có nói rằng là trang bị cho người học
cái năng lực, cái kỹ năng để họ có thể học hỏi cả đời, hay là qua chính câu chuyện của anh Lê Đức Khánh, một trong những chuyên gia, trong những nhà đầu tư, một thầy giáo đã rất nhiều năm kinh nghiệm, nhưng anh vẫn khẳng định rằng cho đến thời điểm này anh vẫn đang tiếp tục học, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng một cái điểm mấu chốt chúng tôi muốn gửi gắm tới cộng đồng đầu tư, đặc biệt những khán giả đang theo dõi chương trình Khớp Lệnh, đó là quý vị hãy không ngừng học hỏi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là mọi người hay nói kiếm tiền dễ, tôi nghĩ rằng kiếm tiền là công việc khó nhất, và chúng ta đang ở trong thị trường tài chính, một trong những cái thị trường tinh hoa bậc nhất được xây dựng bởi những cái nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới từ rất lâu rồi. Và ở Việt Nam thì thị trường chứng khoán dù cũng có hơn 20 năm nhưng vẫn được đánh giá là một thị trường non trẻ. Nhưng mà dù thế nào chúng ta vẫn đang ở trong một thị trường tinh hoa, một thị trường của kiến thức, một thị trường của trí tuệ. Vậy thì quý vị cũng đừng quên việc rằng là ngoài những cái lên kế hoạch cho những cái khoản đầu tư, những khoản đầu cơ, thì đừng bao giờ quên cái việc là chúng ta cần liên tục học hỏi, tìm hiểu, và từ đó chúng ta mở rộng cái tư duy, mở rộng kỹ năng, thì chúng ta cũng chắc chắn cũng sẽ có những cái kết quả đầu tư nó hiệu quả, nó bền vững hơn. Thì chúng tôi cũng hy vọng là vậy. Và một lần nữa cũng rất là cảm ơn anh Lê Đức Khánh, là giám đốc phân tích của công ty cổ phần chứng khoán VPS. VPS cũng là nhà đồng hành chuyên môn với cả chương trình Khớp Lệnh, mà chúng tôi cũng rất là cảm ơn công ty đã tham gia với mục tiêu là kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững trong chương trình Khớp Lệnh, cũng như đóng góp chuyên môn và tư vấn cho chương trình nói riêng, cũng như là cho thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn những quý vị khán giả vẫn đang theo dõi chương trình cho đến thời điểm này, và tôi hy vọng rằng là những cái chia sẻ từ chương trình hôm nay đã giúp quý vị có đầy đủ những cái nguồn tham khảo để có thể lên một cái chiến dịch đầu tư không chỉ thành công trong tháng 5 mà kể cả trong thời gian dài hơn với thị trường chứng khoán. Một lần nữa rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.